Thưa sư, vì sao trong kinh Tạng gần như không thấy nhắc đến ngài Mahakayip, người lãnh đạo tăng đoàn sau khi Thế Tôn nhập diệt? Không biết là quý vị có cái sự hiểu nhầm này ở đâu ra? Đây sư gõ cái từ Mahakasapa hả? Đây, quý vị thấy trong tạng luật cũng có ha, tạng luật nhắc đến là 14 chỗ, trường bộ 4 chỗ, trung bộ 6 chỗ, tương ưng 21 chỗ, tăng chi 4 chỗ, và tiểu bộ là 18 chỗ. Nhưng mà cái này á, là sư nói là ngày Maha Kassapa. Chứ còn nếu như mà tại vì có một số chỗ đó thì ngài không có gọi ngài là Maha Kassapa, thì nó còn nhiều nữa đấy. Cho nên là cái chuyện mà hỏi là sao mà gần như không thấy đề cập là cái kiểu là do quý vị không có đọc kinh nhiều, không có đọc kinh nhiều, thành ra là quý vị hiểu lầm đấy. Cái thứ hai đó là người ta hay kể về giai thoại về việc ngài Anan mãi chưa giác ngộ, đến sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, ngài bị ngài Ca Diếp khích tướng thì mới có thể giác ngộ. Có ghi chép đáng tin cậy nào cho sự kiện này hay không? Thì xin thưa là không có nha, không có chuyện đó nha. Có lẽ là quý vị hiểu lầm ở chỗ nào đó ha, có lẽ quý vị hiểu lầm ở chỗ nào đó. Nó như thế này là cái việc mà kết tập tâm tạng lần đầu tiên đó thì phải có phải là một vị A-la-hán, cho nên đó, là ngài Ananda ngài phải nỗ lực ngài hành để mà chứng đắc A-la-hán, chứ không có cái chuyện mà khích tướng. Một vị A-la-hán là không bao giờ có cái chuyện khích tướng nha quý vị nha. Một vị A-la-hán không bao giờ có chuyện khích tướng một ai đó, đó. Cái này có thể là do quý vị hiểu lầm như thế nào đó.